Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Bát Sát ngày càng đi vào thực chất, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, anh Tần Láo Khé được nhân dân thôn Tả Suối Câu, xã A Lù bầu làm trưởng thôn. Thực hiện lời của Bác Hồ dạy, anh Khé luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc tham gia phát triển kinh tế. Với mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm thu về trên 150 triệu đồng. Những hộ khó khăn, anh trực tiếp giúp đỡ bằng cách cho vay không tính lãi để mua phân bón, giống cây trồng, vật nuôi. Nói chung thì ở trên này là vùng cao thì trước thì đặc biệt là rất là khó khăn. Hiện nay thì nhờ Đảng nhà nước tuyên truyền thì làm theo lời Bác Hồ dạy thì hiện nay bà con nhân dân trên này đã đỡ đỡ được phần nào, bây giờ cũng không đói như thời xưa nữa. Còn ông Tẩn A Búp, thôn Tả Thàng, xã Quang Kim, không chỉ là điển hình trong phát triển kinh tế VAC. Năm 2013, gia đình ông đầu tư làm cây cầu treo dài hơn chục mét bắc qua suối Tả Trang, từ đó giúp người dân trong thôn đi lại thuận tiện, an toàn. 30 năm theo nghề bốc thuốc nam, ông còn giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách khám chữa bệnh, cắt thuốc không lấy tiền. Ông cha truyền cho tôi cái bài thuốc, chỉ chủ yếu tôi làm phúc và giúp mọi người dân. Ai có bệnh hay là đến gặp tôi thì cũng ví dụ như là gia đình bệnh nhân nó khó khăn quá, không có tiền, không có cái gì đến tôi cũng phải chữa. Khi nào chữa khỏi bệnh nhân xong thì bệnh nhân về. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Bát Sát đặc biệt quan tâm, lãnh đạo và tổ chức thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cơ bản của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục duy trì đưa cái việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nền nếp ở từng cấp ủy, từng chi bộ và từng tổ chức đoàn thể và trở thành một cái việc làm thường xuyên và để cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao cái nhận thức, ý thức trong cái suy nghĩ về tư tưởng, về rồi từ đó sẽ có những hành động, hoạt động theo gương của Bác trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, là hành động, sức mạnh to lớn để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.